Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Sava SV550, một dòng xe đạp mà bán cực kỳ chạy tại cửa hàng em, vì đây là một chiếc xe đạp khung carbon mà giá gọi là rẻ nhất trong phân khúc rồi, chỉ có là 8,5 triệu mà các bác được một chiếc xe khung carbon thương hiệu Sava của Đức, rất là nổi tiếng về những chiếc xe carbon rất là chắc chắn trên thế giới, là sử dụng bộ đồ là Atus, bánh là 26 inch. Hôm nay về tông màu là đen xanh. Thì cái model xe này thì rất là quen thuộc với các bác xem kênh em lâu rồi. Model bán rất là chạy. Khung carbon giá chỉ có là 8,5 triệu. Với thương hiệu Sava của Đức này thì nó đã rất là nổi tiếng trên thế giới về công nghệ làm carbon thì chắc chắn rồi. Các bác đi sử dụng rất là yên tâm. Khung carbon hết nước sơn nguyên bản, xe thì còn giữ cái độ mới nó tương đối là tốt, chỉ do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi là xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Đó, dây là đã được chạy âm sườn hết này, Sava thương hiệu Đức. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên bản hết các bác nhé. Bánh 26 inch, vành viết nguyên zin này. Mayu này là mayu đi hạt, sử dụng bộ ốp chuyển động của Atus. Khung carbon và cái tầm giá rẻ này mà đã có Atus đi là cũng rất là ngon rồi các bạn. Di động cổ phốt nguyên zin của Sava này. Tay bấm Atus 9 tầng, 9 speed tương ứng với 9 lít. 9 speed tương ứng 9 lít, cái này là 3. Đúng với 3 đĩa. Phanh dầu, sử dụng phanh dầu của Shimano. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 57 cm. Xe nó có cái khung ngang, nó cũng tương đối dài để sử dụng cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Chuyển động rất là mượt mà, các bác nhìn trên hình rất mượt, hầu như không có lỗi vặt lỗi nhỏ gì, nên xuống rất tốt. Giá bán như em thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.